giờ dịch bệnh còn cao nên là cái đây không bán, nên là gần như là cũng được xoay cái cua vậy đó, rất là lớn, rất là đẹp, thì chắc cũng phải trong một con nha. Ở bên ngoài thì trời rất là lạnh. Hai Lily, mình đi chơi nhé. Và trời này đang mưa, ở xa xa là một cái bãi biển cực kỳ tuyệt vời. Nếu mà đi mùa thu thì cũng sẽ có lá, bây giờ nó rụng lá rồi, cuối thu gần vào đông rồi. Khu này rất là đẹp, có một cái hồ bơi và cái bờ hồ như vậy thôi mà làm cho kinh tế của khu này nó lên rất là nhiều, nhiều cái khu khách sạn nhà ở trong này mướn một đêm của là hàng nhé. Đây, hồ bơi đi cái này con mà đi dọc vòng nhé. Đây là cái hồ nước nóng, cái hồ khoai bị cua. Đây đi cũng tự nhiên nóng phòng đồ rất là yên tĩnh luôn. Cái bình thường nó rất là đông, không có chỗ ngồi, lần này thì yên tĩnh hơn nhiều. Đây là một khu này rất là sạch sẽ nhé, rất là an toàn và sạch sẽ, chỗ ăn này một cái phao để khu này là khu vui chơi của mấy đứa nít nên cực kỳ vắng luôn. Bây giờ sớm nè, bây giờ là nó mới mở cửa nữa nên rất là vắng, nước rất là trong veo luôn á. Đây là dòng sông Lười, người đi vào một vòng bên này thì có chỗ thuê tennis, nếu mình đi lên có những cái ván trượt, giờ nó chưa có ai chơi nhiều. Nếu mùa hè mình đi ở ngoài thì rất là thích nha. Đây có những cái ván trượt. Hi Anna, đây là cái chỗ chơi. Hai Xuân An, đây gà luôn. Vào trong này mà đeo mask thì không có thở nổi đâu, bởi vì nó rất là nóng, rất là ngột á. Qua bên này để xem người ta dạy cho mấy đứa nhỏ bơi nhá. Đây, bên đó sẽ có những cái sân góp nhỏ nhỏ, cái mini bơi góp rất là dễ thương cả nhà. Bên này thì khách sạn cũng thoải mái, sạch sẽ và cũng khá là sạch sẽ, cái không khí lại tương đối cái sạch sẽ. Đây một phòng cũng 300-500 tới 1.000, thì bơi ở đây miễn phí. Góc này nó như vậy thôi, nhìn nó hơi rờn rờn ha, không có ai hết đi vào sửa, không đi được. Mình được chơi góp ở trong những cái như vậy này rất là nóng, trong kia thì nó hơi lạnh hơn. Cái này gọi là brick bay pier, nó ở Sweden. Nếu mà có tới Canada thì mọi người nghe tiếng người ta thì có cho mình số xuống cầu. Lâu lắm rồi không có lên livestream, chưa bao giờ trên đời cũng có một cái cuộc sống bình yên thật là có nhiều thời gian vui với gia đình và con cái. Đang là mưa, đang rất là lạnh, nó có cái outdoor pool nó đang close nhưng mà rất là đẹp nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những ngày sau.